Anh là lo anh gửi anh là lấy máy vi tính gửi sang cho ông đây này. Để đo thực tế trên mái nó rơi khoảng 193 mét, thì em bảo anh lấy dư cho em tầm ba mấy mét, 40 mét, chưa cắt này hả? Từ cắt từ có là mình vận chuyển nó vỡ, nhưng mà nhà này tỷ lệ ngói vỡ thì ít. Cái thằng này không vỡ anh ơi, không cũng có vỡ nhưng có ít lắm, ít. Vì cái thằng ngói này em cũng trước em cũng chở nhiều rồi, thằng này nó vỡ ít. Chuyển về cũng không vỡ, một cầu lên đây cũng ít vỡ, nhưng ngói phát khác mà tỷ lệ vỡ nhiều, có những phát cầu đây lên là anh lấy cái máy của nó, nhưng mà thò của anh xuống là 17 phân là 243 mét vuông, đây là cộng 10%, cộng cộng 2%, 2% cắt bỏ 2% thì nó dư 8 mét vuông. Anh Đạt ơi, nhưng những cái máy này anh nhân hình như dân khoảng phải tư nhỉ, chấm tư nhỉ, không gần máy là mét vuông đéo nhân ước thì nhân thì đéo được. Phải tư hoặc cái này phải tư nhỉ, khoảng 45 rồi. Cái này là máy gọi là máy gần 60, gọi là máy 60, 1,4 vào phải tư. Máy này có 50 rồi. 50 à? 50 thì 1,3 mấy, 1,35 à? 50 nó chỉ nhân được khoảng 1,35, 1,32 luôn. Máy 70 thì là nhân 1,2. Thật sự nha. Máy Nhật mà nhân cái máy dùng dốc lắm. Cái nhà thằng Máy Nhật cũng là dốc nó không. Nó ngược như cái nhà Vĩ to thế với nhân số 10. Vĩ 50 mấy bằng mẹ luôn. Mái nó toàn 10 mét, vừa nhát. Cái này vừa ngang này bao nhiêu mét, vừa ngang này đến những cái này xong là vừa đúng không? Những cái máy bé nó rất là cao. Mái đầu hồi này là dốc hơn này, mái đầu hồi này như nó lên 58, 59 rồi, bị giãn ra ống giãn để lấy lắp dài rồi. Đúng rồi, mình phải làm cái đồng lắp hết đương nhiên. Đâu, nếu mà đẩy vào kiểu bốn mái đủ dốc nhau thì